Hello. Hôm nay đọc một số các cái bài báo tin tức phân tích về số phận Bitcoin nằm trong tay các chính phủ. Hôm vừa rồi anh với Giang có nói chuyện về các cái vấn đề về Bitcoin nó tăng giá và giảm giá. Thế sau khi một số các cái tweets của Elon Musk cũng như là các vấn đề về mua vào của quỹ Bitcoin nó tăng lên một cách khủng khiếp, đúng không ạ? Thế nhưng mà anh em mình cũng đã đoán về cái Bitcoin và số phận của Bitcoin khi mà đạt được các cái mốc để nó xả hàng. Thì theo phân tích kỹ thuật, sau khi phân tích như thế, đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy các cái mốc giá của nó đã sập. Thì hôm nay anh muốn mời em nói chuyện với anh về cái vấn đề về Bitcoin lúc này. Trước khi chúng ta vào cái câu chuyện Bitcoin sập thảm thì chúng ta sẽ xem qua phân tích kỹ thuật của Bitcoin. Hôm vừa rồi chúng ta phân tích lên, hôm nay nó có cái lên sau đó bị xả hàng. Các cái xu hướng breakout chúng ta cũng đã cho các cái nhà đầu tư bán ở vùng 52, 54, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mổ xẻ các cái vấn đề này. Thứ nhất, quan điểm đó là không có gì lên mãi cả, đúng không ạ? Cứ lao vào FOMO mua xong nó sập cho phát nó nhảy ngược lên. Thứ hai, không có gì xuống mãi cả, nó phải đạt được cái mức cản. Khi mà chạm cản lập tức có một cái lực đỡ để rút chân và hồi lên. Mình xem price action đưa ra các cái mô hình chân nến gọi rút, hoặc là inside bar, hoặc là các mô hình vai đầu vai búa, rồi rất nhiều cái để chúng ta phân tích. Nhưng vấn đề bây giờ hiện tại ở H4 và D1 nó cho một cái kèo đi xuống, là đương nhiên chúng ta phân tích xuống rồi. Và hôm nay cái khía cạnh mà chúng ta nói rằng là các cái mô hình của giá cũng như là không có cái gì lên mãi được, thì chúng ta mổ xẻ ở các cái trạng thái Bitcoin, mặc dù đợt vừa rồi có cũng cái quỹ lên, đúng không ạ? Các báo cáo tài chính ví dụ như là tiền hàng và tiền là thông qua các vấn đề báo cáo tài chính một cách chuẩn tắc, nhưng ông Elon Musk ông ấy đưa ra các quan điểm là tiền hàng và bit, đúng không ạ? Ai mà chạy theo ông cũng được, các cơ quan thuế không thể chạy lên theo để check được các cái giá. Bitcoin tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái cớ, đúng không ạ, để làm gì ạ? Thanh toán tiền xong người ta quy ra, thanh toán tiền và quy ra, chứ không phải là cái vật thanh toán cái gì nó ghê gớm, đúng không? Ví dụ như là mình bảo là mình ok thanh toán hệ thống điện thoại bằng Bitcoin, ok cứ nạp cho tôi, giống như vật trao đổi thôi. Cho nên nhiều người người ta cứ nghĩ rằng là chấp nhận thanh toán được coi như là một cái gì đó nó ghê gớm kinh khủng khiếp, đúng không? Hết tàm tàm lặng để cho Bitcoin lên, nhưng thực ra nó là cuộc chơi. Vậy thì trong cái quá trình nghiên cứu, em cũng là một người có kinh nghiệm cũng như là đã cố vấn cho anh rất nhiều về cái vấn đề Bitcoin, thì em đánh giá thế nào khi một cái bài phải nói là Bitcoin là số phận nằm trong tay các chính phủ? Một bài rất là hay, nhiều người đã phân tích, nhiều người đã đưa ra các giải pháp cũng như là học được rất nhiều ở những cái bài viết như này. Ví dụ em xem nhé, có rất nhiều người người ta đánh giá tôi mất tất cả vì tin tưởng chuyên gia Bitcoin, đúng không ạ? Thứ hai nữa là rất nhiều các bài đám đông, đúng không ạ? Rồi tiền điện tử, rồi tất cả mọi cái mình sẽ học được rất nhiều. Trước khi chúng ta vào bàn luận thì chúng ta đánh giá thế nào khi riêng một cái này, số phận Bitcoin nằm trong tay các chính phủ? Theo quan điểm của em thì bây giờ là các chính phủ, các nhà nước, các ngân hàng thì cũng đang bắt đầu phát triển các đồng tiền kỹ thuật riêng của họ, các đồng tiền điện tử kỹ thuật riêng của họ, nên là mục tiêu của họ là họ sẽ hướng đến một cái gì đó an toàn hơn, và từ đó là họ sẽ muốn là quy hoạch hết về bên phía chính phủ. Tuy nhiên thì với lại Bitcoin thì hiện tại thì cái mức giá đấy là đang rất là cao, và để mà cái số phận của Bitcoin ấy nó có phụ thuộc vào chính phủ hay không ấy, cái đấy còn rất là khó nói. Các cái cộng đồng Bitcoin rất là khiếp. Chúng ta mà chê Bitcoin thì mọi người đã comment là ông chê thì cứ kệ ông chê, chúng tôi vẫn kiếm được tiền đây, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra chẳng có gì dễ dàng cả. Như cái quan điểm trước đây ấy, Bitcoin nếu người ta mua ở giá thấp thì bây giờ bán giá nào cũng thắng, có đúng không? Đúng Cái rồi. việc người mua đã phe mua đã chiến thắng, cái việc mà phe bán thua là đấy là đương nhiên rồi, và phe mua chốt lời ở điểm nào cũng thắng, bởi vì nó loanh quanh ở vùng 45k, đúng không ạ? Rất nhiều các vùng 38k và 34k nó xác lập rất là lâu và nó bùng lên, thậm chí nó bùng lên một cách mạnh mẽ chỉ bằng trong vòng một tuần thôi. Vậy phe bán bất kỳ giá nào cũng đã thắng trên các cái vùng đó. Tuy nhiên thì anh có phân tích về các vấn đề bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình. Các cái học thuyết trước đây của Adam Smith cũng nói rằng là bàn tay vô hình, tức là cứ để doanh nghiệp phát triển tự quyết, tự cung tự cầu, đúng không ạ? Thắt nguồn cung, thắt chặt nguồn cung lập tức là tăng giá, bơm thổi theo cái mô hình cá mập.
Tuy nhiên bàn tay hữu hình là bàn tay của chính phủ khi mà Yellen đã can thiệp để mà Bitcoin bớt cái đà tăng, cũng như là nó sẽ có vấn đề về nguy cơ về cảnh báo rửa tiền, trốn thuế rất nhiều cái, thì đấy là những cái mà người ta đang làm trước đây vẫn đang làm. Nhưng gần đây có các quỹ đã quan tâm đến Bitcoin và gia tăng số lượng của Bitcoin, cụ thể là trong các cái website mà chúng ta nói về các vấn đề quỹ, đúng không ạ? Ví dụ như ETH sẽ có những cái đối mặt với các cái bẫy tăng giá, đúng không ạ? Rồi các cái mốc mà tăng trưởng trở lại MicroStrategy ấy, đúng không ạ? Gom thêm Bitcoin quay trở lại các mốc 52k, đúng không ạ? Chạm mốc rất nhiều. Tuy nhiên một số các cái vấn đề xả nó vẫn có, đúng không ạ? Và cái giá đang thay đổi, đang chạm ở các mốc kỹ thuật để bán xuống, test các vùng 46. Mà test các vùng 46 tức là test các mô hình của giá mà những quỹ bắt đầu đang mua vào. Thế thì em đánh giá như thế nào khi mà cái việc mà đợt này ngay cả Bill Gates cũng đã thông báo về cái vấn đề Bitcoin sinh ra dường như là nó chả có giá trị gì, đúng không ạ? Không nên sinh ra. Các cái chiều mua ủng hộ, chiều bán bàn tay hữu hình, đúng không? Tất cả những cái yếu tố đấy thì em đánh giá như thế nào để mà mình có thể kiểm soát được các vấn đề về đầu tư? Theo quan điểm của em thì với Bitcoin hiện tại thì với những cái các cái tin tức như này thì dường như nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái đường đi của Bitcoin và cái tương lai của Bitcoin cho lắm. Bởi vì khi mà giá nó đã lên đến một cái điểm là tầm là 58.000 này, rất cao rồi, thì cái điều xả đấy là đương nhiên. Mặc dù là kể cả có tin tức hay là những cái tin tiêu cực hay là những cái tin tích cực thì nó cũng dường như là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Về việc thì các quỹ mua thêm ấy, thì là chỉ là sẽ là củng cố cái niềm tin thôi, cổ vũ đúng rồi, củng cố cái niềm tin là Bitcoin sẽ tiếp tục tăng. Em ủng hộ cái vấn đề xuống thì bắt đáy mua vào hay là chờ hồi để bán ra? Thì theo em thì vẫn cái đà tăng như này thì mình vẫn nên là mua vào hơn. Đấy là với những là nếu mà những ai mà theo trường phái là hold lệnh dài hạn thì là nên mua vào. Còn nếu mà mình lướt sóng thì mình vẫn có thể là canh bán. Đúng rồi, canh bán ở những cái vùng kháng cự đấy. Trong cái phân tích kỹ thuật thì yếu tố breakout để bán khi mà giá hồi lên, đúng không ạ? Tuy nhiên về dài hạn, đúng không ạ? Các quỹ đã mua vào tầm 45 chắc chắn nó sẽ phải thổi bơm lên về từ 68, 80 đang cái có cái tin đồn 80.000 cho cái việc tăng giá Bitcoin, vấn đề là dài hạn. Tuy nhiên ấy, chúng ta tưởng tượng rằng cuộc chơi dần dần nó sẽ dành cho những thế lực nhà giàu. Bây giờ để mà bỏ ra 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 để mua Bitcoin gần như là không tưởng. Người ta thiên hướng về các cái trạng thái để margin. Ví dụ như là 1 tỷ người ta bỏ ra 10% thôi, tức là 100 triệu, tức là 5.000 để người ta margin, đúng không ạ? Và cái trường phái margin trong cái việc bán Bitcoin và hold Bitcoin ở dạng vật chất thì đó là các cái trạng thái như là hàng hóa mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì khi mà yếu tố về các cái vấn đề nội tại của nó, bản chất Bitcoin nó đã cố gắng là gì ạ? Lướt qua các cái chính sách của chính phủ để nó phát triển dựa trên các cái vấn đề ngang hàng cũng như là các yếu tố về khối chuỗi để vượt qua cái sự kiểm soát của nhà băng. Thế thì thời gian gần đây em thấy An Group của Jack Ma, đúng không? Em đọc, em nghiên cứu, khi mà họ lấn sân sang các vấn đề về tài chính, các yếu tố về kiểm soát tài chính mà nó có nguy cơ ảnh hưởng đến vấn đề về chính phủ cũng như là thuế, lập tức là bị giám sát, lập tức là bị đè, đúng không? Vậy thì em có nhận định gì về các bàn tay hữu hình đó, cũng như là các cái cách để mà họ xả Bitcoin, liệu có những cái quy trình mà nó xả sập khủng khiếp hay không? Cái điều đấy thì có thể là sẽ xảy ra, bởi vì Bitcoin nó sẽ tăng theo từng cái chu trình. Nếu mà để mà biết được thì chúng ta phải nhìn những cái khung là lớn hơn. Đây là cái, ví dụ đây là cái chu kỳ của Bitcoin. Khi Bitcoin tăng lên được mốc 19.000 thì lập tức sẽ bị xả xuống 3.000, tiếp tục tăng lên 13.000 và lại xả xuống 7.000. Nhưng mà với cái chu kỳ tăng này, nó tăng quá mức so với những cái biên độ của những cái chu kỳ như thế này. Phi kỹ thuật hả? Phi kỹ thuật. Về cái hiệu ứng cái FOMO của con Bitcoin này đang rất là lớn này. Ví dụ như ở những cái ngày xưa thì ở những cái năm 2014 ấy, Bitcoin mấy trăm thôi, chả ai mua.
chí nó lên 6.000 không ai mua. Nhưng mà khi mà nó lên tầm 30-40.000 là đấy bắt đầu giá cao quá nữa, vẫn không mua, hô nhau mua vào. Càng lên thì nó sẽ càng xả mạnh nhé. Đúng rồi, càng lên thì nó sẽ càng xả mạnh. Yếu tố phi kỹ thuật. Vấn đề bây giờ mà chính phủ mà họ can thiệp, hoặc các cái diễn giả lớn, hoặc các cái nhà đầu tư lớn họ quay ngoắt 180 độ là lập tức dẫm chân nhau để đạp xuống, đúng không? Vấn đề chúng ta đầu tư và chúng ta chấp nhận khoản lãi và lỗ như thế nào hay không, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta phải biết rằng là nó còn phụ thuộc vào coin market cap nữa, dòng vốn đổ vào thị trường. Ví dụ như là 1.600 tỷ là khi mà vượt qua đó dòng volume. Tuy nhiên nếu dòng tiền đấy nó thoái sang chứng khoán, đúng không? Dòng tiền nó là đổ sang chứng khoán, đổ sang bất động sản hay là đổ sang trái phiếu, ví dụ mấy hôm nay USD đang có cái xu hướng tăng lên khiến cho giá vàng bị xuống, thông thường đồng bạc xanh mà tăng thì giá vàng sẽ xuống. Vậy thì cái dòng tiền của coin market cap nếu mà bị hút ra lập tức nó sẽ gọi là sự tháo chạy. Vậy thì yếu tố phân tích kỹ thuật nó có ảnh hưởng nhiều đến các cái đà giảm hay là đà tăng của Bitcoin hay không, em đánh giá sao? Thì theo như em thì là cái yếu tố kỹ thuật ấy thì cũng chỉ là một phần thôi. Đấy, bởi vì thứ nhất là bây giờ ví dụ như FOMO của Bitcoin rất là lớn, về vàng hay chứng khoán này, đều sập hết rồi, nó không còn hấp dẫn nữa, nên người ta sẽ tìm những cái tài sản khác mà nó sẽ đem lại những cái lợi nhuận nó cao hơn. Đấy, như kiểu là tiền điện tử này, đặc biệt là Bitcoin. Đấy, thì người ta sẽ dồn tiền vào bên đấy nhiều hơn là so với chứng khoán hay là vàng. Rất nhiều các cái comment ở dưới đây em nhìn nhé, Trung Quốc đang phát triển tiền điện tử của riêng họ, các nước khác có thể cũng đi theo con đường này. Vì vậy đồng tiền không được đảm bảo với giá trị một nền kinh tế quốc gia tạo ra. Tất cả những cái này nó chỉ là sự phân tích thôi. Có rất nhiều người ta nói là coin, đúng không? Trong Samsung cũng có phát triển coin, Facebook cũng phát triển một đồng coin riêng, hay là TikTok, hay là rất nhiều các cái mô hình, đúng không? Tất nhiên nó chỉ là một cái sự lời đồn đoán và chưa có gì phải là chính thống cả. Bitcoin nó xảy ra, nó đưa ra nó giống như một cái dạng công nghệ mà anh cũng như mọi người đưa ra các cái giải pháp. Ví dụ như là coin đây như là một cái gọi là sưu tầm, đúng không? Thì chúng ta cũng có thể xem xét dựa trên cái yếu tố quan điểm là đầu tư ở dạng sưu tầm, mà khi mà chúng ta bị mất thì thua lỗ mà không ảnh hưởng đến cuộc sống thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ở cái mức giá này thì nó quá cao, khiến cho chúng ta sẽ xử lý vào các cái margin thì nó sẽ ok. Trong cái jcoin.vn anh có đưa ra một cái bài nói về no loss trong Bitcoin, một trong những cái giải pháp về làm thế nào để no loss. Thuật ngữ no loss Bitcoin, hedging Bitcoin dựa trên Bitcoin coi như là một cái dạng hàng hóa giữa dạng vật chất và giữa dạng sàn. Mua ở dạng vật chất nhưng bán ở dạng sàn để chúng ta hedging lại. Trong trường hợp bên nào cháy bên nào thắng, đúng không? Trong trường hợp bên nào cắt bên nào không cắt thì chúng ta có thể can thiệp kịp thời. Thì đây là một trong những giải pháp mà nhà đầu tư có thể xem xét. Thì ở trong jcoin.vn gạch chéo no loss Bitcoin, chúng tôi có phân tích một số các cái dạng giải pháp để chúng ta bàn luận về Bitcoin. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn một cách tổng quát nhất, cũng như là đưa ra các cái giải pháp, đúng không ạ? Rất nhiều các chuyên gia họ phân tích, rất nhiều các cái trường phái phân tích. Tuy nhiên chúng tôi muốn đem đến một cái góc nhìn tổng quát, cái nào lên mạnh thì sẽ xuống mạnh. Bàn tay can thiệp của chính phủ cũng như là các vấn đề thoái lui của các quỹ khiến cho giá Bitcoin tăng trưởng bất thường, và hoàn toàn nó có thể bay 10.000 hay là 5.000, thậm chí bay 70% khi mà giá nó sụt giảm. Bao nhiêu các cái kinh nghiệm mà giá nó đã sụt giảm khi mà nó tăng lên, đúng không ạ? 19.000 mà nó xuống thấp nhất nó còn có 3.000 thôi. Đó, vậy thì hoàn toàn có thể chúng ta xem xét cũng đặt ra các tỷ lệ chốt lỗ. Thì hy vọng rằng là việc cái bài nói chuyện của tôi với lại một bạn kỹ thuật trong GenTrade, thì hy vọng rằng mọi người có cái nhìn một cách tổng quát. Mọi người có thể tham gia no loss system với những cái giải pháp giao dịch không thua lỗ, và ở các cái link dưới video này thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn ở Bitcoin. Chúng ta cũng tham gia đọc ở trong jcoin.vn để có những cái phân tích của đội Gen để đưa ra các cái giải pháp về giá dầu, giá vàng hay là giá Bitcoin. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn Giang nhé. Ok.